Sư vọng Tây gọi nó là chú định cúng Phật, ước thường đồ giả, sư địa dĩ thường. Điều này thông thường nói họ thật sự khế nhập cảnh giới này rồi. Hiện tại chúng ta đã rõ ràng, về lý sự thì chưa khế nhập. Vì sao không khế nhập? Chúng ta chưa buông bỏ tập khí phiền não. Buông bỏ chấp trước, quý vị sẽ chứng quả A-la-hán. Buông bỏ phân biệt, quý vị sẽ thành Bồ-Tát. Buông bỏ khởi tâm động niệm, quý vị sẽ thành Phật. Chúng ta chưa buông bỏ được. Biết được mà không buông bỏ được. Biết rồi vì sao còn chưa buông bỏ được? Sự việc này chúng tôi lúc còn trẻ mới học Phật, cũng không thể nói là trẻ nữa, 26 tuổi rồi. Tôi 26 tuổi mới tiếp xúc với Phật giáo. Tôi cũng thích hỏi, dùng câu này hỏi Đại sư Chương Gia. Con biết rồi, vì sao chưa làm được? Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông chưa biết đâu. Ông biết rồi thì sẽ làm được. Tôi nói, trong kinh nói gì con đã hiểu rồi mà. Ông chưa biết. Ngài cũng khẳng định một câu như vậy, nói tôi chưa biết. Sự biết này thật không dễ dàng. Cho nên Ngài nói với tôi, Phật Pháp, nếu như dùng quan điểm triết học để xem xét, thì biết dễ mà làm khó. Ngài đã nhắc đến câu nói này. Cái biết của chúng ta hiện nay là từ trên kinh bổn, là từ việc nghe thầy giáo dạy học giảng giải mà có được. Sự biết này giống như Khổng Tử đã nói, ký vấn chi học. Quý vị nghe nhiều, nhớ được nhiều, quý vị biết hỏi, người ta trả lời cho quý vị, quý vị hiểu được, là cái biết như vậy. Đây là ký vấn nhi học. Câu tiếp theo là bất túc dĩ vi nhân sư giả, không thể làm gương cho mọi người. Cái biết này làm thế nào để tính là thật biết? Chỉ chứng mới biết. Nếu như bản thân quý vị tự chứng, thì cái biết của quý vị mới là thật biết. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, thân chứng mà biết được. Không phải là cái biết qua thấy nghe như chúng ta, không phải là cái biết này. Cho nên chúng ta cũng liên tưởng đến cái biết qua thấy nghe, có lẽ là tri thức mà hiện nay chúng ta thường nói. Cái biết thân chứng cũng có thể coi như là trí tuệ. Trí tuệ và tri thức có sai khác. Tri thức thông qua chứng thực, chứng minh rồi thì đó là trí tuệ. Nếu như chưa thông qua thân chứng, đó không phải là trí tuệ.